Tập 1. Sông Bồ đã cạn, 10 vạn đại quân của ta không có ai có thể ngăn cản. Binh lính có thể đến dưới thành Bồ Bản. Đáng tiếc lão Dương gia của Kính An Dương phủ không đến, chỉ có Tiểu Dương gia đến thôi. Hổ không sinh ra chó, Hà Hiệp cũng có danh tiếng, từ lâu đã lập được chiến công hiển hách cho nước Yên, không được sơ suất. Dân đến được đúng không? Đại Dương truyền lệnh, cố thủ thành Bồ Bản. Cố thủ thế nào đi? Quân cố thủ trong thành chỉ có 8.000, quân địch có 10 vạn, địch nhiều ta ít, thì đánh thế nào đi? Xin thiếu gia yên tâm, Sính Đình tự có cách. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị khai chiến. Sở Bắc Tiệp, ngươi có dám một mình đứng ra đấu với ta một trận không? Sao thế? Ngươi sợ rồi hay sao? Bảo ngươi đấu riêng một trận với ta, ngươi không dám. Ngươi thống lĩnh tam quân thế nào đi? Như gia, đây là cách khích tướng, kế điệu Hổ Ly Sơn. Hai hiệp quỷ kế đa đoan, chúng ta phải cẩn thận, mình bất yếm trá.
Thiếu gia, lấy tiếng đàn của ta làm hiệu lệnh, chính định quan sát thiên tượng. Giờ gõ ba cái hôm nay sẽ có mưa to. Lúc đó thiếu gia chỉ cần dùng sợ bắt tiệp đến sông, quân địch không đánh cũng tự tan. Giết! Dương gia cẩn thận! Được thuyết minh bởi Aramark Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Sở Bất Tiệp, có bản lĩnh thì phá thành đi. Tấn công! Giết! Đứng lại! Mau, nhanh lên, rút về đi. Vẫn còn quá sớm để nói chuyện thắng thua. Mạc Nhiên, có. Ngươi dẫn dắt đại quân đóng doanh trại cách đây 10 dặm. Sau khi sắp xếp xong, một mình đến thành Trường Tử tập hợp với ta. Mạc Nhiên tuân lệnh. Cuối cùng người của nước Tấn cũng rút lui rồi. Có sông và nước mưa hỗ trợ, đúng là thiên thời địa lợi. Xính Đình, mọi thực sự đã tính toán đúng. Bệ hạ gấp gáp để quân đánh trận này, rốt cuộc là có ý đồ gì chứ? Đừng nghĩ nữa, ta còn có muội mà. Bày mưu tính kế thay cho ta. Dù sao thì quân Tấn cũng đã rút lui, giặc ngoài đã được diệt trừ. Không, lần này hắn rút lui quá dễ dàng. Thiếu gia, Sở Bất Tiệp là người như thế nào? Ta biết. Cho dù là lúc cha của ta còn dũng mãnh, thì cũng lắm phần thắng cũng chỉ có 5 phần. Đúng vậy. Cái sách nhấn chìm đường đi nhờ sông tuy tuyệt diệu, nhưng mà cũng chỉ là cơ duyên trùng hợp. Chiến thần sẽ bắt tìm trong truyền thuyết, sao có thể lập tức rút quân vì một sự trùng hợp này? Chủ lực của quân Tấn không hề tổn thất, còn chúng ta lại không có quân chi viện. Sở Bất Tiệp chỉ cần điều chỉnh lại đội quân, đợi nước lũ qua đi, không quá 3 ngày là có thể nuốt sống chúng ta. Tại sao hắn lại dễ dàng rút quân như vậy? Lần này chúng ta thắng, bọn họ thất bại, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Thiếu gia, Chính Đình vẫn thấy bất an, xin thiếu gia tạm thời đừng về triều. Được rồi, muội đừng nghĩ nhiều quá. Thiếu gia,
Những lời ta nói trong lòng của huynh đều hiểu. Ta hiểu chứ. Nhưng mà nếu như không về triều thì cha mẹ của ta phải làm sao đây? Tân vương vừa đăng cơ, vốn dĩ đã kiêng dè vị trí trưởng công chúa ở trong cung của mẹ ta. Tân vương chỉ muốn ta chết trên chiến trường, ông ta có thể tiếp quản binh quyền, giết cha mẹ của ta. Vốn dĩ lần này Dương phủ Kính An có thể không xuất binh, nhưng mà đất nước đang lâm nguy, ta không thể không xuất binh. Xính Đình, ta đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà ta chỉ có thể tiến không thể thoái, chỉ có thể thắng không thể thua. Cũng may lần này thắng trận, thắng về triều, ta nghĩ Yên Vương sẽ không làm gì ta đâu. Khởi bẩm bệ hạ, đại tướng quân đích thân thống lĩnh 10 vạn đại quân ở bên ngoài thành Bồ Bản biên giới nước Yên, đối đầu với 8.000 quân Yên trong thành. Vốn dĩ ta muốn chiếm thành Bồ Bản trong chốc lát, tấn công thành Trường Tử, kinh đô nước Yên. Không ngờ ngoại thành đột nhiên có mưa lớn, dẫn đến nước lũ men theo con sông bảo vệ thành đã khô, nghiêng ngã đổ xuống, khiến lính của quân trôi đi trong chốc lát. Đại tướng quân chỉ sợ trận này làm trái ý trời, nên hạ lệnh rút quân. Bây giờ đã ở ngoài thành Bồ Bản, những người dưỡng sức 10 vạn binh với 8.000 lại dám thay đổi sát trận chí, không đánh mà rút, sợ bắt tiệp đo gan lắm. Xin bệ hạ bất giận. Đại tướng quân suy nghĩ thấu đáo, mưu lược cao siêu, dẫn quân chiến đấu nhiều năm chưa bao giờ bại trận, không phải là người lỗ mãng, chắc chắn là có ý định khác. Mong bệ hạ đợi thêm, có lẽ sẽ có thay đổi gì đó. Thay đổi sao? Chỉ một trận mưa lớn đã khiến cho 10 vạn đại quân của ta thất bại trước tàn quân 8.000 lính. Nếu như hắn không phải sợ bắt tiệp, lúc này quả nhân đã lấy đầu của hắn rồi. Đừng nói là mưa lớn lũ lụt, cho dù dao từ trên trời rơi xuống, nước chảy là thuốc độc, hắn cũng phải xông lên cho ta. Tạ thái quý, truyền ý chỉ của quả nhân, lập tức phái người gửi quân báo khẩn cấp cho sở bắt tiệp. Cho dù hắn có ý định gì, cũng buộc phải phản công, trực tiếp tấn công thành Trường Tử, giành được Đại Yên. Nếu còn thất bại, sẽ trừng trị theo quân pháp. Nhưng khởi bẩm bệ hạ, sau khi ra lệnh cho đại quân đóng doanh trại cách sông 10 dặm, đã đơn phương độc mã ra trộn vào thành Trường Tử. Hắn đi làm cái gì? Đại tướng quân không dặn dò. Một mình hắn. Bệ hạ vẫn khỏe chứ? Cảnh tượng này có phải là long trọng quá hay không? Chỉ là một dư gia họ khác thôi mà. Bệ hạ, người nói xem hắn là cái thái gì chứ? Sở Bắc Tiệp, bổn vương đã phái hạ hiệp đến Bộ Bản nghênh chiến theo giao ước với đại tướng Dương. Nhưng 10 vạn đại quân của ngươi lại không thắng được 8.000 lính của địch, đúng là quá nực cười mà. Bổn vương đã đánh giá cao ngươi quá rồi. Hạ hiệp thắng trận này, e rằng bệ hạ còn khó chịu hơn ta. Dương phủ Kính An lại lập được chiến công mới,
Chương này, phố phường ngõ gạch ở cả thành Trường Tử, ai ai cũng ca tụng. Bách tính chỉ biết trưởng công chúa kính An Dương mà không biết đến bệ hạ. Dương phủ kính An bây giờ đã là nơi lòng người hướng đến. Bệ hạ, đây là ngai vàng của Tân Dương người, người phải ngồi cho vững chứ. Chào kính An tiểu Dương gia. Bái kiến kính An tiểu Dương gia. Kính An tiểu Dương gia. Kính An tiểu Dương gia. Bái kiến kính An tiểu Dương gia. Bệ hạ đích thân đến đón, mời tiểu Dương gia nhanh chóng giao vũ khí đến gặp. Thần Hà Hiệp bái kiến bệ hạ. Kính An tiểu Dương gia anh dũng thiện chiến, thật sự là có phong độ của cha khanh. Mau đứng lên đi. Tạ ơn bệ hạ. Trận chiến ở Bồ Bản thắng đẹp lắm, bổn vương phải trọng thưởng cho khanh ở trước mặt bách tính trong thành. Nào, thưởng cho kính An tiểu Dương gia một chén rượu ngon, một thanh bảo kiếm. Long thể của bệ hạ, thần không thể cầm binh khí trước mặt của bệ hạ được. Sao lại không thể chứ? Bệ hạ, đây chính là mặt hắc bảo kiếm. Đúng vậy, mặt hắc bảo kiếm được đúc từ băng và thép ngàn năm, bảo quản ở nhiệt độ thấp quanh năm, hàn khí đe dọa người. Xung quanh vết thương do thanh kiếm này gây ra dần dần chuyển thành màu đen, khó lành lại được. Cho dù là vết thương nhỏ cũng có thể đẩy người khác đến chỗ chết. Nhận kiếm. Tạ ơn bệ hạ. Đi, vào cung với bổn vương uống rượu với nhau. Bệ hạ, bây giờ vừa chiến thắng trở về, thần vẫn nên về quân doanh trước xử lý việc ở trong quân. Sao vậy? Chẳng muốn ôn lại chuyện cũ với khanh, chẳng lẽ còn có người dám có lời oán trách? Bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Tiểu Dương gia, trưởng công chúa bệnh nặng, mau tiểu Dương gia nhanh chóng về phủ. Đây chẳng phải sính đình hay sao? Lại đây, lại đây cho bổn vương xem. Bổn vương nghe nói trận chiến này là cô ở phía sau tính toán kế sách, lấy nước sông nhấn chìm đường đi, mượn sức mạnh của thời tiết chiến thắng 10 vạn đại quân của Sở Bắc Tiệp. Chuyện này có thật hay không? Bệ hạ đánh giá cao Đô Tỳ quá. Đô Tỳ làm gì có bản lĩnh này? Ngươi đừng có khiêm tốn như vậy. Đây không phải là ngày đầu tiên bổn vương biết ngươi. Bổn vương biết rất rõ bản lĩnh của ngươi. Ngươi chính là Bạch Sính Đình sao? Người họ Bạch trong thành Trường Tử không nhiều. Bốn cung từng nghe nói tiền triều có một mưu thần tên là Bạch Hòa Đường, giống như Bạch cô nương đây. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý,
Chỉ đáng tiếc là phạm tội phản nghịch. Không biết Bạch cô nương có biết người này hay không? Khởi bẩm nương nương, Xính Tình chỉ là một nô tỳ trong Dương phủ Kính An, thân phận thấp kém, không hiểu gì hết. Người vừa nãy nương nương nói, Xính Tình cũng chưa từng nghe nói đến. Chỉ là nương nương bệ hạ, hôm nay trưởng công chúa của Dương phủ Kính An thật sự mắc bệnh nặng, xin tiểu dương gia nhanh chóng về phủ chăm nom. Bệ hạ, thần lãnh đạo lính ở bên ngoài đã lâu không về nhà rồi. Bây giờ mẫu thân bệnh nặng, thần mong có thể về phủ thăm mẫu thân, mong bệ hạ ân chuẩn. Tất nhiên là sức khỏe của trưởng công chúa quan trọng. Khanh cứ về đi, nếu có yêu cầu gì cứ nói với bổn vương. Tạ ơn bệ hạ. Dương phủ Kính An càng ngày càng hóng hách. Bệ hạ đã đích thân ra khỏi thành đón mà cũng không để mặt. Lập tức ra lệnh cho 3.000 cấm vệ quân xuất cung đuổi theo. Truyền lệnh của ta, Hà Tiệp tàn trữ lệnh bài, làm giả quân lệnh. Trận chiến ở Bồ Bản là khi quân phản quốc, niêm phong điều tra Dương phủ Kính An, không được bỏ qua cho những người có liên quan. Giữ đường sống cho thị nữ tên là Bạch Xính Đình. Dân Xính Đình, mẹ ta làm sao? Trưởng công chúa điện hạ bình an vô sự. Nếu không phải vừa nãy bệ hạ vừa ra khỏi thành chặn người, ta cũng không dám to gan nói điện hạ bệnh nặng. Xính Đình nghe ngóng được bệ hạ đã tập kết 3.000 cấm vệ quân ở trong cung, sợ là lần này thiếu gia đi lành ít dữ nhiều, cho nên mới đưa ra hạ sách này. Ta đã sắp xếp cho người của Dương phủ rời khỏi đây trước. Bây giờ chúng ta đến Ngũ Lão Phong tập hợp với họ đi. Y Dương đúng là bỉ ổi mà. Xính Đình, Bùi đừng lo lắng nữa. Nhìn Bùi đi, lo lắng là không đẹp nữa. Không đẹp là không có cưới Bùi đâu. Chỉ có ta cưới Bùi thôi. Xính Đình à, tuy Bùi là thị nữ trong phủ của ta, nhưng mà người trong phủ không ai coi Bùi là thị nữ hết. Ta cũng bàn bạc với mẹ của ta, chọn ngày lành tháng tốt, ta sẽ cưới Bùi. Tiêu gia, Mùi không bằng lòng sao? Từ nhỏ Xính Đình đã được Dương phủ Kính An nhận nuôi. Ta là con gái của tội thần. Nếu trưởng công chúa không có lòng tốt nhận nuôi, e rằng ta cũng không sống được đến ngày hôm nay. Từ lâu Xính Đình đã nhận định bản thân là người của Dương phủ Kính An. Cho dù là nô tỳ hay là thê thiếp, chỉ cần có thể ở Dương phủ Kính An đều là phúc phận của Xính Đình. Nếu như thiếu gia không chê, thì Xính Đình tạ ơn ở đây. Đừng có tạ ơn ta. Năm đó mẹ của ta cứu mạng Bụi. Nửa đời sau của Bụi hãy để cho ta chăm sóc. Ta nhất định sẽ khiến cho Bụi bình an. Tấn Yên chinh chiến nhiều năm, thương vong vô số, bách tính khổ sở lầm than. Bệ hạ mới lên ngôi, e rằng có điều không biết. Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ Đại Yên sẽ giặc ngoài chưa trừ, giặc trong đã sinh ra. Kẻ mất lòng dân là mất cả thiên hạ đó. Trận chiến này chúng ta thật sự phải tiếp tục hay sao? Ta cho ngươi cơ hội rồi. Trận chiến này là bản thân của ngươi không nắm bắt được. Ta không nhẫn tâm nhìn bách tính phải chịu nỗi khổ do chiến tranh. Chỉ cần trừ khử được Dương phủ Kính An, không có gây chiến tranh, tất nhiên ta sẽ bảo vệ người bình an. Hành động này có thể khiến cho người trừ khử giặc trong giặc ngoài, đó chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ngươi muốn ép bổn vương đích thân ra tay? Đây là việc nhà của bệ hạ,
Bệ hạ tự làm tự chịu đi. Quân ta đóng lại nơi cách thành bộ bản 10 dặm, bắt tiệc đợi tin tốt. Dương gia, phục binh trong phủ Yên Dương đã xuất kích, nhưng mà hình như Dương phủ Kính An đã biết trước tin tức, đã sơ tán toàn bộ rồi, đi đến hướng Ngũ Lão Phong. Đúng là nhân vật biết tính toán. Xem ra chỉ dựa vào sức của một mình Yên Dương thì khó thành công được. Vậy ý của Dương gia là không loại bỏ Dương phủ Kính An thì đêm dài lắm mộng. Chúng ta sẽ hỗ trợ Yên Dương. Mặc nhiên tuân lệnh. Cẩn thận, mặt đất lắc lư, đây không phải là đường chúng ta cần đi. Đây là đường đến Dương cung. Dừng xe. Dừng xe. Kính An tiểu dương gia cầm kiếm lẻn vào Dương cung, rõ ràng là muốn hành thích bệ hạ, phạm tội làm loạn. Bây giờ chúng ta đã bao vây ngươi rồi, ngươi chỉ có đường chết. Còn không mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Vì tướng quân này hiểu nhầm rồi, ngươi nghe ta giải thích đi. Các tướng sĩ nghe lệnh, nghịch thần tặc tử, giết không cần hỏi. Ta tuyệt đối không mưu phản. Có người muốn hãm hại ta, ta chỉ tin sự thật ta nhìn thấy thôi. Chẳng lẽ ta hãm hại ngươi hay sao? Nếu như ta mưu phản thì ta đã mưu phản ở biên cương từ lâu rồi, việc gì phải tự chui đầu vào lưới. Thiếu gia, Dương phủ cháy rồi. Thiếu gia, họ sẽ không nghe quân giải thích đâu. Các ngươi muốn đuổi cùng giết tận. Bệ hạ có lệnh giết Hà Tiệp, bắt sống nữ nhân kia. Giết.
Thiếu gia, để áo choàng cho ta. Muội làm gì vậy? Dương phủ Kính An có ơn với Sính Đình. Bây giờ Dương phủ gặp nạn, tất nhiên ta phải báo đáp rồi. Sính Đình tình nguyện dụ lính cho thiếu gia. Muội đang làm bậy đúng không? Ta không cần muội thay ta dụ lính, lúc nào chứ? Đưa cho ta đi. Dương gia và trưởng công chúa vẫn đợi quân thắng lợi trở về. Ta chỉ là một thị nữ, cho dù bị bắt cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, không nguy hiểm đến tính mạng của ta. Ta sẽ nghĩ cách chạy trốn, đến Ngũ Lão Phong tìm mọi người. Trưởng công chúa, đến rồi. Nàng vào trong xe đi. Dương gia, sao vậy? Đừng ra ngoài đây. Ai? Người đến là ai? Kính An Dương gia điện hạ, trận chiến Tấn An 3 năm trước, ngài bại dưới tay ta, có còn nhớ ta hay không? Sở Bất Tiệp, đã lâu không gặp, Dương gia vẫn khỏe chứ? Ngươi thông đồng với Mộ Dung Tiêu, hại cả nhà của ta. Kỳ lạ hay sao? Năm đó ở chiến trường ta tha cho ngài một mạng là vì ngài đã đảm bảo Dương phủ Kính An, từ đó về sau không tham chiến. Nhưng mà ngài nói lời nuốt lời, 2 tháng sau lại khai chiến, không ngừng tấn công thành trì của ta, cướp đất của ta. Bách tính của Đại Tấn chịu đủ khổ sở vì ngài. Tên của Kính An Dương giống như ôn dịch, khiến cho bách tính vô cùng sợ hãi. Nếu không phải năm nay ngài mắc bệnh nặng không lên tiền tuyến, sao ta có thể dễ dàng tiếp công đến thành Bồ Bản chứ? Sở Mổ cho rằng chỉ có Dương phủ Kính An biến mất hoàn toàn thì chiến tranh Yên Tấn mới có khả năng chấm dứt. Còn tư dương của các ngài để có thể ngồi vững trên ngai vàng cũng cho là như vậy. Lần này ta đến đây để đòi lại một mạng ngài nợ ta 3 năm trước. Những người khác không có liên quan đến chuyện này. Dương gia, đồng thượng, đưa trưởng công chúa đi. Dương gia, đi. Dân, đi thôi trưởng công chúa. Trưởng công chúa, Dương gia, đi thôi. Dương gia, đi thôi. Dương gia, Dương gia. Dương gia.